Nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long bất ngờ sinh con nặng 3,3kg mà gia đình không hề hay biết. Sáng 22 tháng 4, tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của trường trung học cơ sở HN, huyện Long Hồ về vụ nữ sinh lớp 8 sinh con tại bệnh viện. Trước đó, ngày 17 tháng 4, nữ sinh này được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ thăm khám mới biết em này mang thai và sắp sinh con, tuy nhiên người nhà lại không hề biết là con gái có thai. Trong báo cáo của nhà trường, quá trình mang thai em này vẫn đi học đều đặn, không có dấu hiệu bất thường. Đến khi gia đình nữ sinh báo xin phép nghỉ học, cô giáo chủ nhiệm vào thăm hỏi mới biết em đã mang thai. Cùng ngày, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho biết sau khi sinh con, nữ sinh được gia đình đưa về nhà. Công an cũng có đến thăm hỏi gia đình, tuy nhiên sức khỏe em này vẫn còn yếu. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu trưng cầu giám định để điều tra về việc nữ sinh lớp 8 sinh con. Hiện tại sự việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mọi thông tin tiếp theo sẽ liên tục được cập nhật tại bản tin của SNews.